Mới tại trên hâm, liều phát triển du lịch Bành Tặng có lát biển dầu du lịch Dâm Sapa cho tỉnh tình dầu lồng chằm tiệu tiềm năng, tiệu lồng dâm căn gì tỷ bùng, dầu lồng châu bờ hàng trà chìn, chằm tiệu vườn u truyền thống, tan lại tọt thảo chằm tiệu lồng dần du lịch tọt thảo biển biểu, tọt thảo xây dạng ổn tịnh bùn miền màn dâm tỷ bùng. Tăng về đại yên hàng, cổ thảo thị sung, để cho làn miền cổ miền mai cùng á phụ tuyê, mai tổng dâm, khai lệnh, chung tự chín dọn dâm tổng du lịch hà này. Tư phòng thành dọn phương tiện, chất liệu, bắt đi bùa cho mai chàng hộ trình diễn nghề truyền thống, hăng trồng trồng, luôn trồng, đắt đia. Tuy nhiên cổ bé chia sẻ nhà phía đàm bé mại hùa trầu hiền với khâu hệ tôi biển nay bé trầu con lồng nhiều hoài bé chung giao mại y chinh chinh mại tôi sản phẩm buộc khe bé mại thêm siêu nhập cùng với lại người già ấy thì trẻ em cũng là trước đây cũng đã trên chân miền của miền cho cùng hóa phụ kế cho cao khe ứng ỏi nhắn khe khu du lịch như vua với chuối pun cùng hóa phụ kế phải bịa hê tuê bê dọn dào pun như vua vườn u bé miêu dào bảo dung dào phía sâu rồi hát này pun khe du lịch ỏi rồi kia bụi vườn u lồng hăng y dặn nó xâm nhập vào cái thị trường của Việt Nam cũng như Sapa. Dầu sĩ tăng y chê linh chỉ tuyên nhàng mô hình chỗ nhận chỗ sợ ấy, dầu địa chồng nại bé tậu công chỗ on tịnh buôn bùa làn nhân, dâm cửa hàng, đeo mai phải chấm nàn tọ dìa, siêu lô lươi hổ. Dâm nại bé mai công chỗ siêu nhóm on tịnh, tiệu sĩ nhân man nhắn khẽ, mại hùa chào hên dâm tiệp vùng với chung chủ địa mình. Phi đàm mại hùa chào hên với khâu hệ, nhiều hưu xìa dụ khâu, y chẳng bè mai sẽ chẳng ổn định nhà, như hải nhiệt cho tục bùa thỏ bia chủ trìn. Chủ du lịch bè vùi miền màn, cho vùi miền màn với chủ trình tông thành phun du lịch Sapa trong phạm bành on, được bên sản phẩm du lịch tăng quận siêu vân bản sắc phần ú truyền thống tậu công chầu cho sự nhập ổn định 100 năm niên dâm tiệp bông. Khối doanh nghiệp cũng đã bắt đầu có khối doanh nghiệp chầu sợ ấy chung mai bụi xỉ tổng hiếu trị dân thị xỉa chầu xỉ chuẩn quyền vùng tròn nhắn mại hùa kinh nghĩa chào hên bảo vệ môi trường chầu sợ ấy lồng không gian vườn u kinh chân lồng vệ chàng chim miền man phái con ông tòng mại hùa ổn tịnh của miền man tậu siêu nhập ổn tịnh bành on. Gia thêm quần lệ tăng quận chư vân bản sắc vườn u truyền thống nhâm nại bên mai trầm tiểu lệ kinh chân lồng buôn nhân man dầu phảo du lịch mai bụi xị tậu con chân bành on buôn dầu phảo bắt liền buôn du lịch cộng đồng lô hê.